Hello, xin chào tất cả mọi người. Bên em là Shop Công Tokyo đây. Hôm nay em sẽ lại lên một cái video ngắn nữa để giới thiệu cho mọi người một phối màu khác của cái đôi Nike Air Force One này. Đôi này thì là đôi phiên bản 07 LV8 và em đang có đây một đôi size 42 mọi người nhé. Phối màu này thì là một phối màu mới vừa ra mắt, vừa phát hành và hôm nay thì chúc em đã về được đôi này đây rồi. Một đôi có phối màu xanh trắng rất là đẹp. Về chất liệu của đôi này thì cơ bản vẫn giống, vẫn là những cái chất liệu rất là đặc trưng của cái đôi của cái dòng Air Force này. Thì phần upper bên trên thì vẫn là làm toàn bộ bằng da với hai tông màu trắng và xanh. Cái đường viền của suốt này, phần suốt này thì được làm cách điệu một cái màu vàng này. Và chữ Nike E ở đằng sau. Còn phần đế thì vẫn là một phần đế bằng cao su rất là trắng, chắc chắn. Đây, phần lót giày của phần lót trong của đôi giày này. Có một điểm khác nữa một chút ở đây thì cái phần lưỡi gà của đôi giày này thì lại làm bằng chất liệu xốp rất mềm thay vì làm bằng da như những đôi khác, thì đôi này nó là một phần xốp rất là mềm mại này, đi sẽ rất là êm. Có thể nhìn tổng quan đôi giày này, một phiên bản phối màu rất đẹp. Nếu như mọi người có quan tâm đến những cái phối màu mới hay là những cái phối màu đặc trưng như kiểu phun trắng của cái dòng Air Force này thì có thể liên hệ với cả bên em qua đường link bên dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người đã chú ý đón xem.